Thánh Gioan. Các bài đọc lời Chúa ngày 29 tháng 8, lễ Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết, lễ nhớ. Bài đọc 1. Trích sách tiên tri Jeremiah. Trong những ngày ấy, lời Chúa phán cùng tôi rằng: Ngươi hãy thắt lưng, hãy trỗi dậy và nói cho họ biết tất cả những điều ta truyền dạy cho ngươi. Đừng run sợ trước mặt họ, vì ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cây cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng trước mặt các vua Juda, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này. Họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 70. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài. Xin đừng để con tủi hổ muôn đời. Theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát con. Xin ghé tai về bên con và giải cứu. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh. Xin trở nên thạch động để con dung thân và chiến lũy vững bền hầu cứu độ con. Vì Chúa là đa tàng, là chiến lũy của con. Lạy Chúa con, xin cứu con khỏi tay đứa ác. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh. Bởi Ngài là đấng con mong đợi. Thân lạy Chúa, lạy Chúa. Ngài là hy vọng của con từ hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa. Từ trong thai mẫu hu Chúa là đấng bảo vệ con. Con đã luôn luôn cậy trông vào Chúa. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh. Và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu. Và tới bây giờ, con còn kể ra những sự lạ của Ngài. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Matthew chương 5 câu 10. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Herode đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục. Nguyên do tại Herodia, vợ của Philippe, anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Herode, nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình. Phần Herodia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được. Vì Herode kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Herode, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilea. Khi con gái nàng Herodia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Herode và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: Con muốn gì cứ xin, trẫm sẽ cho. Và vua thề rằng con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước.
trẫm cũng cho. Cô ra hỏi mẹ, con nên xin gì? Mẹ cô đáp, xin đầu Gioan tẩy giả. Cô liền vội vàng trở vào xin vua, con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan tẩy giả đặt trên đĩa. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mộ. Đó là lời Chúa, lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.